Bệnh thận thường không gây ra triệu chứng gì cho tới khi đã tiến triển. Vậy nên, những ai trong diện có nguy cơ cao bị bệnh thận cần được thầy thuốc kiểm tra thường xuyên. Nhiều trường hợp nhờ chẩn đoán và điều trị sớm, sự tiến triển đến bệnh thận mãn tính chậm lại, nhưng một số trường hợp chức năng thận vẫn diễn biến xấu và cuối cùng dẫn đến suy thận. Và để tìm hiểu được những thông tin hữu ích xung quanh căn bệnh này, hãy lắng nghe những chia sẻ của bác sĩ Đinh Thị Thanh ngay sau đây. Thứ nhất, về vai trò của thận trong cơ thể. Thận có 4 chức năng chính: giữ cân bằng dịch trong cơ thể, giữ cân bằng các chất khoáng mà cơ thể cần để duy trì hoạt động bình thường, nhất là chất kali để kiểm soát hoạt động của thần kinh và cơ. Quá nhiều hay ít kali cũng có thể gây ra yếu cơ và vấn đề cho tim. Loại bỏ các sản phẩm giang hóa của protein trong thực phẩm như ure, creatinine tạo ra trong tiến trình vận động cơ bắp, giải phóng một số hormone thiết yếu vào máu như renin, điều hòa huyết áp. Erythropoietin giúp tủy xương tạo hồng cầu và hoạt hóa vitamin D để hấp thụ canxi trong thức ăn nhằm tăng cường cho xương. Thứ hai là những ai có nguy cơ bị bệnh thận mãn tính và suy thận. Một số người dễ phát triển bệnh thận nếu có bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp, viêm cầu thận, bệnh di truyền thận đa nang, hội chứng Arpor, nhiễm khuẩn, nghẽn tắc hay bệnh bẩm sinh đường tiết niệu, bệnh lupus ban đỏ hệ thống, bệnh phì đại và ung thư tuyến tiền liệt. Dùng thuốc giảm đau chống viêm không steroid dài hạn như ibuprofen, ketoprofen và một số thuốc kháng sinh. Bệnh thận thường không gây ra triệu chứng gì cho tới khi đã tiến triển. Để phát hiện sớm bệnh thận có 3 cách: thử nước tiểu, thử máu, đo huyết áp thường xuyên. Thứ ba là nguy cơ sức khỏe của bệnh thận mãn tính. Khi bệnh thận có diễn biến xấu thì nhiều vấn đề sức khỏe có thể xảy ra như thiếu máu, bệnh xương, tổn thương thần kinh và tăng huyết áp. Tổn thương thần kinh ngoại biên gây yếu chân tay, có cảm giác kiến bò, cảm giác nóng rát hay khó chịu và bứt rứt ở bàn chân, cẳng chân, dáng đi thay đổi. Tăng huyết áp không chỉ là nguyên nhân gây suy thận mãn tính mà còn có thể là hậu quả của bệnh thận, gây tổn thương cho tim và mạch máu. Suy thận còn có tác động lớn đến huyết áp vì thận không còn duy trì được cân bằng dịch trong cơ thể. Khi dịch ứ đọng ở phổi có thể gây khó thở và suy tim do sung huyết. Thứ tư, cần chú ý những gì trong khi điều trị. Khi chức năng thận đã giảm, cần có biện pháp giúp cơ thể loại bỏ chất muối, nước thừa và các sản phẩm giang hóa có trong máu bằng cách điều chỉnh lượng muối, protein, phốt pho, calo và các chất khác trong bữa ăn hàng ngày. Chế độ dinh dưỡng thận trọng giúp người bệnh cảm thấy dễ chịu và kéo dài thời gian làm việc của thận. Về thuốc, cần dùng thuốc kiểm soát huyết áp, duy trì cân bằng về vitamin và chất khoáng, điều trị thiếu máu, thuốc giúp cho xương khỏe mạnh bằng vitamin D3, canxi theo chỉ định của thầy thuốc. Vận động thường xuyên vẫn rất cần thiết cho người bệnh có bệnh mãn tính vì giúp tăng sức khỏe, nghị lực sống, giảm huyết áp, cải thiện giấc ngủ, kiểm soát cân nặng, giảm nồng độ mỡ máu. Bác sĩ Đinh Thị Thanh cũng có lời khuyên với người bệnh như sau. Để giảm thiểu nguy cơ suy thận, những người có nguy cơ cao như đã nói ở trên không thể chủ quan mà cần tìm nguyên nhân để điều trị triệt để. Nguyên tắc chung để phòng bệnh thận là cần uống đủ nước mỗi ngày, thực hiện chế độ ăn hợp lý và cân bằng để tránh bị tăng trọng lượng và bị thừa cholesterol, hạn chế dùng muối, một yếu tố thúc đẩy tăng huyết áp, không hút thuốc lá vì thuốc lá làm bệnh thận tiến triển nhanh hơn, tập thể dục thể thao mỗi ngày, không dùng thuốc khi không có hướng dẫn của thầy thuốc vì một số thuốc có hại cho thận, không lạm dụng thuốc nhuận tràng và thuốc lợi tiểu. Khi thận bị suy, tùy theo mức độ suy thận, người bệnh cần ăn nhạt, kiêng mỡ, giảm chất đạm, dùng thuốc chống tăng huyết áp, chống thiếu máu theo chỉ dẫn của thầy thuốc. Cũng theo bác sĩ Đinh Thị Thanh, dấu hiệu mắc bệnh thận là thay đổi khi đi tiểu. Những thay đổi như tiểu nhiều vào đêm, nước tiểu có bọt, lượng nước tiểu nhiều hơn hoặc ít hơn bình thường và nước tiểu có màu nhợt hay màu tối, nước tiểu có máu, cảm thấy căng tức hay đi tiểu khó khăn. Phù, thận bị hỏng không loại bỏ được chất lỏng dư thừa nữa, do vậy chất lỏng tích tụ trong cơ thể khiến bạn bị phù ở chân, cổ chân, bàn chân, mặt. Mệt mỏi, những quả thận khỏe mạnh tạo ra một hormone gọi là erythropoietin. Hormone này thông báo cho cơ thể tạo ra các tế bào hồng cầu mang oxy. Khi thận bị hỏng, chúng tạo ra ít erythropoietin hơn. Cơ thể có ít các tế bào hồng cầu vận chuyển oxy hơn, nên các cơ và đầu óc của bạn mệt đi nhanh chóng. Tình trạng này được gọi là thiếu máu do suy thận. Ngứa, thận có chức năng loại bỏ các cặn bã ra khỏi máu. Khi thận bị suy, sự tích tụ của các chất thải này trong máu có thể gây ra ngứa ở da. Hơi thở có mùi ammoniac. Sự tích tụ của các chất thải trong máu được gọi là chứng urê huyết, có thể khiến thức ăn có vị khác đi và khiến hơi thở có mùi. Bạn cũng nhận thấy rằng bạn không thích ăn thịt nữa. Buồn nôn và nôn, do urê huyết gây nên tình trạng buồn nôn và nôn. Thở nông, đó là do chất lỏng dư thừa trong cơ thể tích tụ lại trong hai lá phổi kèm theo tình trạng thiếu máu. Sự thiếu hụt các tế bào hồng cầu vận chuyển oxy sinh ra chứng thở nông. Ớn lạnh, thiếu máu có thể khiến bạn cảm thấy lúc nào cũng lạnh, thậm chí đang ở trong phòng có nhiệt độ ẩm, hoa mắt, chóng mặt và mất tập trung. Thiếu máu khiến não không được cung cấp đủ oxy, điều này có thể ảnh hưởng đến trí nhớ, gây mất tập trung, hoa mắt và chóng mặt. Đau lưng hay cạnh sườn. Một số bệnh nhân bệnh thận có thể bị đau ở lưng hay sườn. Nếu có một trong 10 triệu chứng trên, bạn nên đến bệnh viện hoặc các trung tâm y tế để kiểm tra sức khỏe và được tư vấn sớm. Và dưới đây là 4 thói quen âm thầm làm suy giảm sức khỏe của thận rất nhiều người phạm phải mà không hề hay biết. Thứ nhất là không uống đủ nước. Mùa lạnh, nhiều người thường có thói quen lười uống nước do không cảm thấy khát, trong khi chức năng chính của thận là loại bỏ chất thải từ quá trình trao đổi chất trong cơ thể và điều chỉnh sản xuất các tế bào hồng cầu. Để làm được điều này, thận cần nước và đúng hơn là cần một lượng nước nhất định. Khi bạn không uống đủ nước, máu sẽ bị cô đặc và lưu lượng máu đến thận sẽ ít hơn. Do đó, việc này cản trở thận loại bỏ độc tố khỏi cơ thể và là nguyên nhân gây nhiều bệnh. Với người trưởng thành nên uống ít nhất 8 đến 10 ly nước, tương đương với 2,5 lít. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng uống quá nhiều nước cũng không tốt cho thận. Sự cân bằng lượng nước cung cấp cho cơ thể là chìa khóa để bảo vệ thận. Thứ hai là nhịn tiểu thường xuyên. Các bác sĩ chuyên khoa cho biết, nhịn tiểu là một thói quen không tốt cho sức khỏe, nhất là có thể gây ra suy hại cho thận. Việc nhịn tiểu nhiều có thể khiến cho lượng chất độc lắng đọng nhiều trong bàng quang. Người có thói quen nhịn tiểu có thể gây ra đau khi đi tiểu nhiều, sốt, ớn lạnh. Nếu chứng nhiễm trùng đường tiểu không được chữa trị phù hợp và kịp thời, thì thận cũng sẽ bị viêm nhiễm và gây ra nhiều hậu quả nặng nề như sỏi thận, viêm thận. Để phòng ngừa bệnh sỏi thận, nếu cảm giác đầy, tức ở khu vực bàng quang, sẽ cho thấy đó là thời điểm cần thiết để đi tiểu. Lúc này nên đi tiểu ngay, tránh sự tích tụ nước tiểu trong bàng quang và gây ra bệnh thận. Thứ ba là mặc không đủ ấm. Đối với người thận yếu, nếu để cơ thể bị lạnh hoặc sau mỗi đợt cảm lạnh có thể khiến căn bệnh tái phát hoặc thậm chí trở nên tồi tệ hơn. Một khi bị cảm lạnh, người có tiền sử bệnh thận cần tìm tư vấn y tế kịp thời và chủ động thông báo cho bác sĩ về tiền sử bệnh thận. Bất kỳ liệu trình kéo dài hoặc kết hợp nhiều loại thuốc cảm lạnh có thể dẫn đến tổn thương thận nghiêm trọng hơn. Cách tốt nhất để đối phó với cảm lạnh là có biện pháp phòng ngừa như tập thể dục thường xuyên, chế độ ăn uống khoa học, xây dựng sức đề kháng mạnh mẽ để hỗ trợ thận. Thứ tư là ăn nhiều và lười vận động. Trong khi ngày lạnh, nhiều người có xu hướng ăn thực phẩm năng lượng cao một cách vô thức nhưng lại lười vận động. Chất béo là một vũ khí tuyệt vời để chống lại gió lạnh, nhưng nó cũng là một trong những kẻ giết thận. Chất béo quá mức có thể gây viêm trong cơ thể, ảnh hưởng đến sức khỏe thận. Dữ liệu cho thấy những người béo phì có nguy cơ mắc bệnh thận cao hơn 23% so với người bình thường. Do đó, nếu bạn muốn chống lại tác hại của chất béo đối với thận, hãy kiểm soát lượng thức ăn của mình và vận động thường xuyên để tiêu hao năng lượng, tránh tăng cân.